Thưa quý vị, trong những năm qua thì Sĩ Luân bị tai nạn, viết nhạc chưa có được. Sĩ Luân đắn đo trong một thời gian rất dài, mất khoảng chừng 7-8 năm, đã quá lâu không tham gia âm nhạc. Thì cũng là một cái điều có suy nghĩ chứ, mình có một chút gì đó mình thấy là không biết là các bạn có còn đón nhận mình như ngày xưa không. Và đối với mình thì một ca sĩ tạm gọi là những cựu chiến binh, thì mình phải ra các bài hát thể loại nào. Tháng 5 thì Sĩ Luân sẽ có một hợp báo ra mắt các sản phẩm mới. Quay trở lại lần này, Sĩ Luân sẽ tập trung rất nhiều ca sĩ mà quý vị chắc chắn là yêu thích. Thưa quý vị, trong những năm qua thì Sĩ Luân bị tai nạn, viết nhạc chưa có được. Nhưng mà cái may mắn là Sĩ Luân nghiên cứu về kinh sách, về nhạc thiền, về kinh điển của Phật giáo. Và điều này giúp cho bản thân mình cảm thấy là mạnh mẽ hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn và cảm thấy cuộc đời là một sự cống hiến. Dù bạn có thành công hay không, tuy nhiên cống hiến đó là một điều rất tốt. Và mình không làm được gì cả, nhưng mình vẫn có ích cho đời, mình vẫn có thể giúp cho cuộc sống này có thêm một tiếng cười. Đó là một sự thành công, chứ không phải là mình cảm thấy mình thành công là mình phải có nhiều tiền hơn. Và Sĩ Luân cảm thấy một thông điệp về Phật giáo dành cho các bạn trẻ là các bạn hãy sống vị tha, sống yêu thương, sống với trái tim của mình và hãy tiết kiệm cái thời gian, bởi vì thời gian sống của chúng ta nó cạn dần. Do vậy chúng ta phải sống trong thực tại, thật ý nghĩa để cho tương lai thật trọn vẹn trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong 7-8 năm Sĩ Luân ngừng lại âm nhạc thì là cũng tham gia cái việc viết phim truyền hình, làm nhạc phim truyền hình, làm nhạc quảng cáo. Và đồng thời sau trong đó thì là Sĩ Luân xây dựng một cái trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật tại Đại học Khu Tech, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trung tâm này đào tạo cho các bạn trẻ, giúp cho các bạn có thêm một cái nghề tay trái về ca sĩ, nhạc sĩ, hòa âm, MC, guitar, piano, người mẫu. Và hiện tại thì có rất nhiều sinh viên thành công về mảng âm nhạc này. Và như quý vị biết là âm nhạc luôn luôn đóng góp một cái vai trò rất quan trọng. Do vậy Sĩ Luân hướng tới giáo dục, giúp cho các bạn có định hướng trong âm nhạc và có một cơ hội đến với âm nhạc. Thưa quý vị, cái sự lo lắng vì mình đã quá lâu không tham gia âm nhạc thì cũng là một cái điều có suy nghĩ chứ. Mình có một chút gì đó mình thấy là không biết là các bạn có còn đón nhận mình như ngày xưa không. Tuy nhiên ngày hôm nay khi đến với họp báo của KO thì thấy là các bạn khán giả vẫn yêu quý mình như ngày nào. Và cái đặc biệt hơn là vì giờ tụi mình là những ca sĩ đã thành công trong thời gian trước. Do vậy là có một cái ấn tượng với khán giả và tụi mình người làm chuyên môn. Do vậy là cái sự tự tin trong âm nhạc thì rất lớn. Cái còn lại là các sản phẩm của Sĩ Luân có phù hợp với lại các bạn trẻ hay không. Và đây cũng là một cái định hướng về giáo dục. Và Sĩ Luân, quý vị cũng biết là trong nhiều năm làm giáo dục, do vậy là muốn âm nhạc mình nó cũng có một cái định hướng cho giới trẻ. Làm sao các bạn sống tốt, sống khỏe và trong tình yêu có cái sự yêu thương thật sự và vị tha. Sĩ Luân mong rằng quý vị sẽ đón nhận sản phẩm vào tháng âm này. Tất nhiên là trong 7-8 năm hoạt động âm nhạc, nếu bạn không làm cái gì cả thì là bạn sẽ cảm thấy một cái cảm giác là mình bị lãng quên, rất là tiêu cực. Nhưng mà Sĩ Luân may mắn là một người con Phật tử, do vậy là Sĩ Luân cảm thấy là tất cả là nhân duyên. Và cái điều thứ hai thì trong 7-8 năm đó thì Sĩ Luân hoạt động ở Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Ohu Tech, thì các bạn sinh viên rất đông. Các bạn vẫn bất ngờ là Sĩ Luân ngồi căng tin và các bạn đập đầu vô kiến, bưng cơm lo nhìn mình. Và khoảng chừng 2 tuần sau đó không thèm nhìn mình nữa, bởi vì ông Sĩ Luân rất quen rồi. Và Sĩ Luân cảm thấy là được sống trong môi trường của giới trẻ, được yêu thương. Và các giảng viên ở trường cũng rất quý Sĩ Luân. Và khi đến trường mình hoạt động như một người bình thường, nhưng mà mọi người đều yêu quý, đây là ca sĩ nhưng mà rất là bình dân. Và Sĩ Luân rất là hạnh phúc bởi vì tạo ra được lực lượng ca sĩ rất là lớn trong Hu Tech. Và hy vọng tháng 5 này các bạn sẽ được thưởng thức những cái sản phẩm của Sĩ Luân từ các bạn ca sĩ trẻ này. Tháng 5 thì Sĩ Luân sẽ có một cái họp báo ra mắt các sản phẩm mới. Và đặc biệt là quý vị, các bạn rất lâu rồi chưa có nghe những bài hát mới của Sĩ Luân. Thì Sĩ Luân đắn đo trong một thời gian rất dài, mất khoảng chừng 7-8 năm, ngừng lại để suy nghĩ là các bạn trẻ yêu thích dòng nhạc như thế nào. Và đối với mình thì một ca sĩ tạm gọi là những cựu chiến binh, thì mình phải ra các bài hát thể loại nào nó không quá xa đời tuổi trẻ và nó không quá cái gì đó mà nó lùi về sau. Và Sĩ Luân cảm thấy là dường như âm nhạc đang có một hơi hướng trở lại với dòng nhạc nó sâu hơn một tí về nội dung, nhưng mà chất nhạc vẫn trẻ, từ hòa âm phối khí và giai điệu. Vào tháng 5 này Sĩ Luân sẽ có một cái họp báo ra mắt và hy vọng là sẽ mời KO cùng tham gia, cũng như là sẽ mang lại cho quý vị những hơi thở âm nhạc mới trong cái dòng nhạc trẻ của chúng ta. Đây là một bí mật và Sĩ Luân nghĩ là sẽ tập hợp rất nhiều ca sĩ, bởi vì quý vị biết là Sĩ Luân là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc. Do vậy là những tác phẩm quay trở lại lần này Sĩ Luân sẽ tập trung rất nhiều ca sĩ mà quý vị chắc chắn là yêu thích và những ca sĩ đã từng hát thành công như bài hát của Sĩ Luân.
và luôn mong là sẽ sản xuất cho rất nhiều ca sĩ những cái dòng nhạc mới các bạn trẻ yêu thích, và đồng thời chuyển tải được cái thông điệp trong cuộc sống, và rất mong là các ca sĩ ấy cũng sẽ thể hiện thành công những tác phẩm của Silu.